Nào, thí dụ bây giờ trên mức thân mật đi, ví dụ như chàng trai đó có ví dụ như là một cái vỗ vai hay là một cái nắm tay hay cái ví dụ như cái gì đó rớt cái lá cây rớt trên má cổ thì chàng trai đó phủi ra hay vén tóc cổ lên, thí dụ vậy đi. Và lúc đó em làm cái gì? Lúc đó thì em chạy vào. Em vào. Rồi em vào em nói gì? Em vào em làm cái gì? Em nói là đây là bạn gái của tôi. Ủa kỳ vậy? Vào không giới thiệu không gì không chưa hỏi đầu đuôi gì cho luôn vậy hả? Thì bạn gái thì mình được quyền phải giới thiệu. Vậy đó, ai giới thiệu đây là bạn gái của tôi. Dạ. Rồi sao nữa? Thì mình không cho phép cái bạn kia làm những hành động đó nữa. Hết rồi. Rồi bây giờ chị hỏi ngược lại em nè, cũng tình huống y chang như vậy. Thật ra thì cái tình huống như vậy đối với em nó hiếm lắm, tại trong công việc em thẳng thắn rõ ràng, khách của em người ta cũng sẽ mình phải tự mình để cho nó không có chảy ra trường hợp như vậy. Ví dụ như mình ngồi đối diện hoặc là nếu như ngồi kế bên thì là nhìn giấy tờ này. Với lại em trong công việc em nghiêm lắm, khách không dám đâu chị. Không có dám. Nhưng mà giờ trường hợp như trong hôm đó em cũng đang ngồi hẹn một người bạn cũ hay là một cái đồng nghiệp hay là gì đó, không có công việc, không có giấy tờ trên bàn, nhưng mà cũng nghiêm túc, không có gì hết, chỉ là ngồi nói chuyện hay trò chuyện hay là đang nói có thể chuyện làm ăn, chuyện trên trời dưới đất, bạn bè thôi, một bạn khác giới. Nhưng mà ông này ông cũng rình rập, một hồi ông nghe không được, ông tức quá ông cũng vô, rồi ông xăm xăm vô ông cũng giới thiệu với người ta đây là bạn gái của tôi. Thì lúc đó em sẽ phản ứng như thế nào? Thì trường hợp em thấy người yêu em không thể nào tự nhiên bay vào như chim được, mà anh phải đi vào rồi. Thì em thấy anh em sẽ đón luôn để tránh trường hợp anh bị quê như vậy. Em sẽ chủ động em giới thiệu anh đi đến, anh cũng uống nước ở đây à, rồi em mời anh uống nước luôn, rồi đây là khách hàng của em và đây là người yêu của em hoặc đây là chồng của em. Để cho một đó là anh chồng cũng không bị mất mặt và ông khách cũng không bị quê, còn em thì không bị rất quê ạ. Xử lý gì được không em? Dạ tốt. Hay quá. Thanh Sơn, năm nay em 39 tuổi, mình làm công việc là lái taxi công nghệ. Nhà mình ở đâu Sơn? Nhà em ở quận 3. Quận 3, quê ở đâu? Dạ em mới sinh ra lớn ở đây luôn. Vậy giờ đang sống với ai ở quận 3? Dạ em sống với gia đình. Ba mẹ? Dạ. Đông anh chị em không? Dạ gia đình em 6 anh chị em. 6 anh chị em? Dạ. Rồi có ai lấy vợ lấy chồng gì chưa? Anh chị lấy chồng với vợ rồi. Rồi hiện giờ trong nhà là còn mấy người? Dạ còn 4 người, em với lại 3 đứa. Rồi mai mốt lấy vợ về rồi đem về làm dâu ở chung luôn hả hay là sao? Nếu mà em lấy vợ thì em mua nhà ở ngoài. Sương nào mua? Dạ em mua rồi. Mua rồi, rồi bây giờ nhà đó ai ở? Dạ thì em hiện tại em đang qua bển em canh em ở. Có nghĩa là giờ có nhà riêng rồi đó. Dạ dạ đúng rồi. Nhưng mà hiện giờ cái chính là vẫn ở nhà ba mẹ. Dạ đúng rồi. Chung cư hả hay là dự án? Chung cư. Chung cư rồi, ok, chung cư ở đâu vậy em? Ở quận 9 chị. Ok, vậy là cũng ổn định rồi, có nhà cửa rồi ha, thoải mái. Bên đây mời em giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên Ngân, năm nay 31 tuổi. 31 tuổi. Em đang làm kinh doanh kế toán. Nhà em cũng như nhà anh, 6 người. Em là người cuối cùng trên là gia đình. Gia đình hiện giờ đang ở đâu? Em hiện tại ba mẹ còn ở dưới Đồng Nai, còn em và anh trai và em trai đang ở Sài Gòn. Rồi, nhưng mà quê gốc mình là ở đâu? Nguyên quê quán gốc là Hưng Yên. Hưng Yên, mình gia đình vào trong này lâu chưa? Em vào nay là được 20 năm. 20 năm mà vẫn nói giọng ở ngoài kia. Mai mốt về quận 9 thì nó gần Thủ Đức đó. Đúng rồi chị. Đúng rồi. Yeah. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em thì là người vui vẻ, hoạt bát. Em là hơi nóng tính. Với lại trong công việc thì em hơi khó, nhưng mà ở ngoài thì rất là friendly với mọi người. Hơi khó là sao? Là cụ thể là em đang làm điều hành cái công việc gì? Là cái tính chất công việc của em á, kế toán, nên là em hơi cầu toàn một chút. Nói chung là có cuộc sống tự lập rồi. Yeah. Em định bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Em rất là mong tiến tới hôn nhân sớm. Để mình ổn định. Tính ra thì cũng lớn rồi. 31 tuổi hả? Em là 39 rồi. Tuổi này hai bên cũng hợp quá ha. Tuổi này tuổi lấy vợ lấy chồng hết trơn rồi đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh em thì em vui vẻ, em biết nấu ăn, yêu động vật, thích về thiên nhiên, tập thể thao. Thì điểm yếu của em là nhậu cũng hơi nhiều. Vậy hả? Dạ có. Ủa, lâu. Làm nghề chạy tài xế mà nhậu hơi nhiều. Dạ khi nào em nghỉ không lái xe nữa thì em ở nhà ăn nhậu với nhà. Lái xe được mấy năm rồi? Dạ lái xe được 7 năm rồi. 7 năm luôn rồi. Dạ. Cũng yêu công việc dữ vậy đó hả? Em lái taxi xong rồi giờ em lái công nghệ. Chạy công nghệ là chạy xe của mình. Dạ đúng rồi. Mình muốn chạy giờ nào mình chạy. Rồi thích nhậu là nghỉ chạy đi nhậu. Rồi mai mốt có vợ phải sắp xếp lại ha. Lúc nào nghỉ nhà chơi với vợ với con chứ không phải đi nhậu nữa nha. Dạ đúng rồi. Độc thân thì nhậu được chứ mai mốt mà nhậu nữa mệt à. Dạ. Cặp đôi này thấy cũng nhìn bên ngoài là thấy cũng xứng đôi vừa lứa đó. Tình trường sao em? Dạ em cũng có quen hai người. Nhưng mà do là tụi em làm chung công việc á nên là nó cũng có nhiều bất đồng, xong rồi tụi em chia tay. Mối tình nó kéo dài được bao lâu? Một năm á chị. Một năm à? Rồi mối tình trước đó?
Được năm mà. Cũng một năm luôn. Rồi lời quyền năm nay đợt này quen qua năm là cưới luôn nha. Còn thôi 6 tháng cưới luôn, đừng tới năm. Năm nó không hên, bất quá tâm ba bận. Nhưng lý do tại sao chia tay? Tại tụi em làm chung á. Cho nên là nó dễ xảy ra những cái mâu thuẫn trong công việc rồi. Rồi cái người kia cũng làm chung luôn hả? Dạ. Hai mối quan hệ đều là trong công việc làm chung. Tại vì cũng có thể là do em mê việc quá nên em không có thời gian đi ngoài, chủ yếu là thấy ai người ta thương mình dần dần mới thương lại. Phụ nữ mà cũng khổ, giỏi quá là cũng khổ lắm, cầu tiến trong công việc. Nhưng thôi bây giờ mình bắt đầu từ từ, mình phải lo cho bản thân mình ha, enjoy rồi hưởng thụ ha, chậm mà nó chắc. Em trải qua mấy mối tình rồi? Trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên em là cái cô đó là người Đài Loan. Thế là vài năm cô đó đi nước ngoài. Lâu lâu cô ấy về, cô ấy mới nói là cô ấy lấy chồng ở bên đó luôn. Cô thứ hai là cô bên Đạo. Là em là không phải Đạo. Dạ đúng cô rồi. Cô đó em là Đạo. Dạ. Rồi sao? Thế là không đến với nhau thì cũng không chia tay. Sao không theo Đạo, không theo Đạo người ta luôn? Gia đình em là bên Đạo, bên Phật nên cũng rồi. Nên cũng chia tay, cái tan vỡ. Còn thứ mình thứ ba là cô đó làm việc cho bên công ty người Pháp, cũng lấy chồng bên lấy người Pháp luôn. Kỳ vậy, quen ta sao là... mà không chăm sóc, không yêu thương người ta hay sao mà để người ta đi hết trơn vậy? Cái anh đó là cũng là giám đốc người Pháp luôn, hai người kết hôn bên đó luôn. Vậy em có ý định đi nước ngoài nào không em? Dạ không. Công ty em có người nước ngoài không? Dạ không. Trời ơi, em khổ quá, bất qua tam ba bận là lần thứ tư rồi, ráng nha. Dạ. Nên là mình cũng phải kiểm tra lại mình coi là mình thứ nhất là mình gì, mình yếu kém về cái mặt nào mà để cho người ta bỏ mình, người ta đi như vậy. Một lần, hai lần, ba lần mình phải xem lại mình. Ê, bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn người đó ở Sài Gòn. Là một người nói như anh cùng đạo thì rất là tốt. Em cũng theo đạo Phật, kiện của em rất là đơn giản. Em chỉ muốn một người yêu thương em. Thì chung ngoại hình thì cũng nhìn được. Cái mấy cái từ cũng được thì chứ nó khó lắm. Thà cao nhiêu, mập nhiêu, dài nhiêu gì đó chứ nó cũng được, nó khó. Dạ, chỉ cần cao hơn em một chút. Cao hơn em một chút. Rồi, cảm ơn em, được. Đừng hút thuốc lá. Nãy nói đi nhậu mà có hút thuốc không? Dạ, nhậu em hút. Chỉ có uống cà phê buổi sáng thì mà làm một điếu. Không, thật ra một người sáng một điếu để tỉnh táo thì thôi cũng được, cũng chấp nhận được. Mình né né lúc đó ra đi. Nhiều khi mới mốt rồi lại quen cái cảm giác đó nữa. Vậy thôi hả? Ngoại hình đơn giản vậy thôi hả? Em cũng nghĩ là khi mà gặp nhau á, cảm tình đầu tiên nó quan trọng lắm. Gặp một người mình cảm thấy mến, rồi mình thương thì có khi là người ta xấu hay đẹp cũng... mình sẽ gác sang một bên. Không có gác sang bên đâu em, chị phải đẹp trước tiên em. Trời ơi, chứ bây giờ không đẹp sao mà tiến tới được. Phải đẹp cái đã chứ. Nhìn phải bắt con mắt cái đồ rồi mới yêu, rồi mới tìm hiểu, rồi mới biết người ta tốt hay xấu chứ. Bây giờ mình vô mình nhìn mình không hợp nhãn rồi làm sao mình biết người ta tốt hay xấu. Dù người ta có tốt mình đâu có cơ hội cho người ta đâu. Không, cho nên tôi thẳng thắn lắm, phải đẹp. Dạ. Mẫu người của em sao? Mẫu người của em thì tính là trung thủy, thì em thích con gái em cũng trung thủy, không cần nấu ăn ngon lắm, tại vì em cũng em biết nấu ăn rồi. Thứ hai là yêu trai con, thứ ba là thích thể thao như em được. Cô này chắc không có thể thao đâu, rồi cô đi làm suốt à, phải không? Ok hết, chị nói hôm nay là cặp đôi này là xứng đôi, với cặp mắt của chị là ok. Đây là một cô gái rất bản lĩnh, giỏi, sự nghiệp ổn định. Người ta cần một người đàn ông mạnh mẽ và yêu thương người ta hết lòng. Đối với một người phụ nữ mà càng thành công thì người đàn ông bên cạnh phải là một người đàn ông tự tin thì mới được. Được. Còn có tiêu chí gì về ngoại hình không? Kể về tường cũng đỡ. Trời ơi, về cỡ chị rồi sao được em? Cỡ chị kho lắm, cỡ chị kho lắm. Ế thiên thu luôn em ơi. Thôi được rồi. Chị nghĩ là cặp đôi này với cảm nhận của chị là được. Nhưng mà ăn thua là hai bạn thôi. Bây giờ mình cho nhau mấy tấm hình nữa nhìn xem cái coi nè. Trời đất ơi, dạ. Hình này là từ thời năm nào tới giờ vậy? Trước đây em làm kho nên nó ốm vậy. Bao nhiêu năm? Dạ, có 4 năm à. Hình này 4 năm chứ không có cái hình nào gần đây hết trơn hả? Dạ, không. Chắc là chị chụp một cái liền chị đưa qua nha. Trời ơi, đó. Hình 4 năm trước nha, ráng kiếm ảnh đi. Rồi, hình này chụp bao lâu rồi em? 25 tháng 12 năm ngoái. Mới năm ngoái thôi, đó, ba cô gái đây em chọn cô đi. Em nghĩ chắc là gầy, chắc là anh này rồi. Vậy hả? Nhưng mà nói chuyện thì chắc giống giọng người này. Gì kỳ vậy, thôi chọn anh thôi ha. Chọn người này đẹp trai nè. Vậy là anh này xấu trai phải không? Hai ông này xấu, ông này đẹp phải không? Ông này đẹp hơn này, nhưng mà em nghĩ là nếu như gầy chắc cũng nảy quá. Dạ, dạ, trời ơi, ai dứt khoát một anh thôi. Mấy anh kia để tôi. Mấy anh kia để tôi. Tham quá. Em nghĩ là người này. Nhà người này phải không? Dạ. Chính xác nha. Rồi giữ nó đi. Cô em nào? Nghĩ cô này. Tại sao lại chọn cô đó? Em thấy cảm giác thấy thích thích. Thích thích hả? Rồi thích thì được thôi. Mời hai bạn nhìn qua cánh cửa trái tim để xem sự chọn lựa của mình đúng hay sai. Thì em chọn đúng đúng không? Đúng với con khỉ. Trời ơi, đã nhìn tấm hình nhìn ở ngoài vậy mà còn la chọn đúng nữa. Sao mà không giống giống hình như thế này, không thấy ai giống trơn. Cái anh đầu tiên á, em chỉ mới đúng. Chắc chụp lúc 16 tuổi nên nhìn nó nhận. 4 năm trước chứ nhiều.
Trời ơi, nãy chỉ đúng rồi, chết rồi. Cổ nói anh này mới đẹp trai nè, còn anh này xấu. Xong phim. Rồi, người ta chọn đúng em rồi đó. Dạ, chào anh. Rồi. Anh có món quà anh gửi tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Đây, em rất là thích đọc sách. À, này em tặng anh. Quà thứ hai là anh thức chọn đêm nay để mà anh vẽ. Tại vì anh cũng thích hội họa. Anh vẽ được à? Anh tặng em cái quà thứ hai. À, em cảm ơn anh nhiều lắm. Đẹp quá ha. Thấy chị thấy có thơ trong thơ không? Anh nghèo không có mô tô, chỉ có xe đạp thô sơ nhất làng. Nếu em cảm thấy sẵn sàng trèo lên xe đạp, anh thù đi chơi. Thả thính cũng dễ thương quá. Anh làm thơ dễ thương quá. Em rất là thích những cái liên quan nghệ thuật, nhưng mà em thì lại không có khéo nấu với anh. Nấu ăn em không biết nấu. Vậy hả? Anh biết nấu ăn. Anh thường nấu đại món gia đình. Cô này là như dành hết thanh xuân cho làm việc hay gì á. Dạ. Bây giờ phải lo bếp núc nội trợ đi, sanh con đẻ cái. Dạ, em cũng học mà cố gắng nấu, mọi người cũng đang cố gắng ăn thử. Rồi, ok, được rồi. À, khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Em thấy bạn gái như là xinh, và em cũng mong được tìm hiểu bạn. Còn em? Em thấy anh trưởng trạc, có khiếu nghệ thuật, chuyện dễ thương. Thấy có rung động, có tim có đập nhanh nào chút nào chưa? Dạ, cũng run. Còn em? Em rung từ đầu. Rung từ đầu luôn. Em rung thì chưa hoài ngò chứ. Em rung đó đâu phải em rung vì cô này. Ý là khi mà nhìn thấy cô này thì nó có cái gì, nó cảm xúc có khác trong người hay không? Dạ. Chứ em rung mà kia nhiều khi em nhìn chị em sợ quá em rung làm sao? Dạ. Em... Khi mà nhìn bạn gái này nè, em có cảm thấy trong người mình nó có cái gì nó sao xuyến bần thần gì chưa? Dạ, à, cũng chút xíu à. Có chút xíu phải không? Dạ. Khi nào để em cọ sát mới được? Khi nào để em cọ sát mới được? Khi nào để em cọ sát mới được? Trời, cọ gì sát? Cọ sát là sao? Thì chạm chạm mấy đứa mới tới được. Rồi vậy em có chạm hay không? Chuyện của em chị không biết nha. Bây giờ chị sẽ cho em cơ hội 5 phút để cọ sát. Yeah. Để hai bạn có thời gian để tự cọ sát với nhau. 5 phút sau chị quay lại. Thời gian không có chờ đợi ai. Và thời gian chỉ có 5 phút thôi nha. Phải trân quý từng giây một. Cảm ơn. Mời hai bạn cùng ăn bánh, uống nước và trò chuyện với nhau. Anh có hay đi đâu xuống khu Thủ Đức không? Anh quận 9 thì anh cũng từ lúc mà anh biết thì anh cũng thường đi chơi dưới đó của anh biết hơi nhiều. Nhưng anh đi chạy xe vậy tối thì mình cũng chạy luôn hả? Không, anh chạy buổi sáng thôi. Khoảng 6 giờ anh về. Anh làm kế toán hả? Dạ. À, anh rất thích những người làm kế toán. Thế thí dụ mà thời gian sau này em mình tìm hiểu thì em rảnh chẳng buổi tối hả? Hay là rảnh buổi? Em chỉ có chủ nhật hoặc là buổi tối thôi. Tại bình thường thì em bên em làm full tuần. Trong công việc thì em nói chuyện rất tốt, nhưng mà nói chuyện là gặp người lạ thì em hơi ngại. Anh có thể bắt chuyện được không? Có bao giờ em đi em thích mua chó không? Có. Ờ, anh thích đi kiểu đâu? Em một năm là em thường em đi ra nước ngoài một lần. Còn là nếu như mà ở trong nước thì em kêu đợi khi nào có gia đình thì em sẽ đi cùng với chồng. Tại em thấy anh có kỷ niệm là có quen bạn gái người ta đi lấy chồng mất em vậy. Với cái duyên nó chưa tới. Cho nên anh nghĩ là hai bác lớn tuổi chứ. À, ba mẹ anh thì 67. Ba mẹ em cũng 65, 67. Tết em về nhà là... Em về nhà nhiều lắm. Tại em ở Đồng Nai, ba mẹ ở Đồng Nai em về nhiều lắm. Thường là khoảng tháng, hai tháng về lần. Em đi bằng đi mình hay là đi với bạn? Em nhiều khi thì đi, có hôm thì đi xe máy. Ừ. Có khi đi xe đò, không thì nhà em cũng có xe mấy em tổ chức. Em định khi nào tiến tới hôn nhân? Thật ra thì em nghĩ là nếu như mà gặp ai em yêu thương thì em sẽ muốn tiến tới hôn nhân sớm. Anh có thích trẻ con không? Em rất thích. Em thích trẻ con lắm. Rất thích trẻ con. Em thích sinh mấy đứa? Sợ là không có sức nuôi thôi. Thích thì muốn sinh như 3-4 đứa, nhưng mà em nghĩ giờ ví dụ như là người ta kêu là 2 đứa là tốt nhất, nhưng mà nếu như có 3 đứa thì anh em mới vui hơn. Em thấy anh thế nào? Thế nào? Anh đang dễ thương. Còn nói chuyện thì nghe chân thành. Em nghĩ là hai người không đến được với nhau hay đến được với nhau là cái duyên mà. Dạ. Anh chào chị. Sao? Vụ gì? Sống ăn gì cho vậy trời? Ngại không ăn được luôn. Có 5 phút có cọ sát gì được chưa? Dạ, nó dướng nè. Dướng à? Dướng cho tim. Dướng cho tim rồi. Phải vượt qua chứ, ngày giật chứ em, thời gian đâu có chờ đợi ai đâu. Đúng không?
Không phải là chị em cho em cơ hội, tại em không biết nắm bắt nha. Nhưng mà nãy có nghe hỏi muốn chừng nào kết hôn rồi phải không? Nãy giờ chị ra ngoài chị thấy ở ngoài đông lắm, đang nhốn nháo bàn tán về cặp đôi này dữ lắm luôn. Bây giờ chị sẽ mời người thân của hai bên vô để coi người ta có ý kiến như thế nào về cái cuộc họ hàng ngày hôm nay nha. Rồi mời họ nhà trai, họ nhà gái, mời chúng ta tiến vào bên trong để buổi lễ thành hôn chúng tôi xin được phép bắt đầu. Trời ơi, họ nhà gái đông dữ. À, họ nhà gái đông quá, để họ nhà trai nói trước. Chào em. Okay. Em tự giới thiệu về mình trước đi ạ. Dạ, em là em của anh Sơn. Em ruột. Dạ, em ruột. Em thứ mấy? Dạ, em là thứ tư. Em thứ tư. Hôm nay nãy giờ đến đây là thấy cái câu chuyện của hai anh chị này thì em có cái suy nghĩ, có cảm nhận như thế nào? Dạ, em thấy chị thì dễ thương, cũng thật lòng. Tuy nhiên là anh của em rất là nóng tính, cho nên hy vọng là chị có thể điều tiết. Nóng tính nãy giờ có thấy nóng tính gì đâu. Nếu mà sống chung là anh nóng tính lắm. Ồ vậy hả? Hy vọng là chị với anh có thể hòa hợp với nhau được. Nhận xét như thế nào về chị gái này? Chị dễ thương, cũng hiền. Em chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không biết, cũng không có dám xác định rõ. Rồi, em có mong muốn hôm nay hai anh chị bấm nút hẹn hò với nhau hay không? Em hy vọng là mọi người, hai người sẽ tới với nhau. Bởi vì trong hôn nhân á, thì lúc nào cũng có tranh cãi với nhau. Mình thông cảm cho nhau, bỏ qua cho nhau thì có thể sống chung với nhau được. Cho chị hỏi thăm chút xíu về gia đình em. Tại nãy anh cũng không chia sẻ nhiều về ba mẹ. Dạ. Thế ba mẹ ở nhà như thế nào? Ba mẹ em hiền lắm mà. Nhưng mà mọi người thì, hai ông bà thì sống cuộc sống riêng với nhau, không có sống gần với nhau nhiều với chị. Dạ, ở riêng. Ba mẹ không ở chung nhà, ở riêng. Ok. Rồi, xin chào họ nhà gái. Đây là Giàng Bưng Quả phải không? Rồi, ai đại diện giới thiệu? Chào chị Cát Tường, chào anh Sơn, chào chị. Mình là anh trai của Ngân. Anh ruột. Dạ, anh ruột, anh trai. Có gia đình chưa? Dạ, mình có gia đình rồi chị Cát Tường. Lời đầu tiên thì cảm ơn chị Tường, cảm ơn chương trình đã tổ chức cho anh Sơn và Ngân có cái cơ hội để gặp nhau ở đây. Thì như lúc đầu Ngân có chia sẻ thì thật ra thì ở đây mình cũng muốn nói thêm một chút xíu. Ngân có tổ chức một cái công ty là dịch vụ kế toán. Ngân là đứng vai trò là giám đốc của công ty nên là thật ra nó rất là nhiều việc. Giống như Ngân chia sẻ là không có nhiều thời gian để cho bạn trai hay là cho gia đình nhiều. Về nấu ăn thì mình thấy em của mình thì cũng biết nấu ăn giống như anh Sơn. Ngoài ra thì mình thấy điểm mạnh nhất của em mình là một người tốt tính. Em mình có thể là hơi chu toàn, cầu toàn một chút nhưng mà rất là tốt tính. Mình nghĩ là ngày hôm nay đây có các bạn, đây là làm chung với bên công ty mình và cũng có một số bạn khác nữa. Cũng mong là hai đứa có thể cho nhau một cơ hội nào đó để gặp nhau. Và mình ở đây thì mình thấy anh Sơn cũng rất là cũng cùng tuổi giống như mình thì mình nghĩ là hai người sẽ phù hợp với nhau. Hai bạn cùng tuổi với nhau đó hả? Dạ, em nhỏ hơn anh Sơn nữa. Rồi mấy bạn gái có cô nào phát biểu, có cô nào bị ăn hiếp đồ này kia chưa? Nãy cô nói cô nóng tính đó trong công việc, ai làm chung công việc với cổ? Làm chung hết luôn hả? Bình thường cổ có khó lắm không? Dạ, cũng không khó lắm gì. Không khó lắm. Đúng rồi, tôi đoán đúng y chang mà. Một cái người tham công thiết việc, cả nhà nói một câu đồng thanh gì cho ủng hộ bà Ngân coi nè, trước khi mình đi về chỗ để cho đàn ta tiếp tục cái cuộc hôn nhân nè. Đầu tiên nhất mình phải mạnh mẽ lên ấy, như trong cái công việc mà em đã làm. Ở đây anh hay là em trai hay là các bạn ở đây cũng đều. Em trai luôn hả? Dạ. Em ruột á hả? Dạ. Trời ơi. Mọi người đều ủng hộ em, phải mạnh mẽ lên. Trong cái tình cảm mình cũng phải mạnh mẽ, tuy nhiên đấy là mình phải dành thời gian hơn cho nó một chút xíu để trau chuốt hơn, để vun vén hơn. Đấy, Ngân thì thật ra khi mà làm cái vị trí này thì thật ra Ngân mai mốt sẽ quan hệ rất là nhiều. Tức là phải gặp những cái đối tác hay là gặp những cái bạn và thậm chí có những người họ theo đuổi rồi mình cũng biết nhưng mà gia đình thì không đồng ý. Đấy, thì cái này mình cũng chia sẻ rất là thật. Rồi cho một câu cuối đi, một câu slogan dành cho Ngân đi nào, bàn bạc với nhau đi. Một hai ba, quyết tâm lấy chồng. Yeah, rồi quyết tâm lấy chồng. Rồi cảm ơn hai bên, nhà trai nhà gái nha, cảm ơn các bạn. Sau khi mình lắng nghe ý kiến của người thân ha, thì hai bạn có suy nghĩ gì không? Mình còn muốn trao đổi gì với nhau nữa không? Em cũng rất là lo lắng, tại trước đây á, công việc của em tiếp xúc với quá nhiều nam. Khách của em là 100% là nam. Nhưng mà họ đều có gia đình rồi. Như chuyện là mình nói chuyện điện thoại hoặc thậm chí là họ có việc gấp và nhờ có thể sau giờ làm việc nữa. Thì anh có ngại không? Không, anh không ngại. Vì đó là công việc thì thấy là điều rất bình thường. Anh cũng lái xe thì anh cũng gặp nam nữ thì nhiều, thì anh cũng thấy đó là công việc mình, thì sau công việc thì mình dành cho gia đình hơn chứ mình đừng có theo cái việc đó.
Nếu như một hôm nào đó đang chạy xe không có khách, đang chạy xe một mình trên đường, em nhìn vô bất chợt em thấy bạn gái của mình đang ngồi với một người đàn ông nào đó trong một cái quán đang còn trò chuyện, thì lúc đó em phản ứng như thế nào? Chắc em sẽ vào kế bên quán để em nghe. Gì là rình rập á hả? Vào kế bên thôi hả? À, rồi sao nữa? Em nghe việc thế nào? Nghe sao được? Quán người ta, chỗ người ta ngồi, bạn vô như thế nào bạn nghe được? Thì em sẽ em đứng ngoài quan sát. Tại vì em không có khách thì em có thể em quan sát. Nhưng mà quan sát là cho cô ấy thấy hay là không cho cô ấy thấy? Không cho cô ấy thấy. Gọi là rình rập. Dạ. Thì cho em thử coi cái biểu hiện hai người như thế nào. Dạ. Trên mức thân mật thì có thể là em thể hỏi nào, thí dụ bây giờ trên mức thân mật đi, ví dụ như chàng trai đó có ví dụ như là một cái vỗ vai hay là một cái nắm tay hay cái ví dụ như cái gì đó rớt cái lá cây rớt trên má cổ, thì chàng trai đó phủi ra hay vén tóc cổ lên, thí dụ vậy đi. Và lúc đó em làm cái gì? Lúc đó là em chạy vào. Em vào. Rồi em vào em nói gì? Em vào em làm cái gì? Em nói là đây là bạn gái của tôi. Ủa kỳ vậy? Vào không giới thiệu, không gì, không chưa hỏi đầu đuôi gì cho luôn vậy hả? Thì bạn gái thì mình được quyền phải giới thiệu. Vậy đó, ai giới thiệu đây là bạn gái của tôi. Dạ. Rồi sao nữa? Thì mình không cho phép cái bạn kia làm những hành động đó nữa. Hết rồi. Rồi bây giờ chị hỏi ngược lại em nè. Cũng tình huống y chang như vậy. Thật ra thì cái tình huống như vậy đối với em nó hiếm lắm. Tại trong công việc em thẳng thắn, rõ ràng. Khách của em người ta cũng sẽ mình phải tự mình để cho nó không có chảy ra trường hợp như vậy. Ví dụ như mình ngồi đối diện, hoặc là nếu như ngồi kế bên thì là nhìn giấy tờ này. Với lại em trong công việc em nghiêm lắm, khách không dám đâu chị. Không có dám. Nhưng mà giờ trường hợp như trong hôm đó em cũng đang ngồi hẹn một người bạn cũ hay là một cái đồng nghiệp hay là gì đó, không có công việc, không có giấy tờ trên bàn, nhưng mà cũng nghiêm túc, không có gì hết, chỉ là ngồi nói chuyện hay trò chuyện hay là đang nói có thể chuyện làm ăn, chuyện trên trời dưới đất, bạn bè thôi, một bạn khác giới. Nhưng mà ông này ông cũng rình rập, một hồi ông nghe không được, ông tức quá ông cũng vô, rồi ông xăm xăm vô ông cũng giới thiệu với người ta đây là bạn gái của tôi, thì lúc đó em sẽ phản ứng như thế nào? Thì trường hợp em thấy người yêu em không thể nào tự nhiên bay vào như chim được, mà anh phải đi vào rồi. Thì em thấy anh em sẽ đón luôn để tránh trường hợp anh bị quê như vậy. Em sẽ chủ động em giới thiệu anh đi đến, anh cũng uống nước ở đây rồi em mời anh uống nước luôn, rồi đây là khách hàng của em và đây là người yêu của em hoặc đây là chồng của em. Để cho một đó là anh chồng cũng không bị mất mặt và ông khách cũng không bị quê, còn em thì không bị rất quê ạ. Xử lý gì được không em? Dạ tốt. Hay quá. Rồi ngược lại thì cái cách ghen của em nó như thế nào? Ghen thì ai cũng ghen rồi. Em đó. Thì em có một tật xấu, đúng là em rất là ghen đó. Em ghen lắm. Anh chồng này có vẻ cũng ok lắm đó nha, cũng bảnh bao lắm đó. Mà lái xe nữ thì bây giờ em biết không, xe này đâu phải là xe mà sẽ đâu phải xe taxi, xe công nghệ thì khi nó cũng không có cái biển báo nào gọi là xe taxi hết trơn á, đúng không? Rồi hàng ngày nhiều khi chở mấy khách mà sang trọng đẹp gái đi chơi ban đêm đồ ha, ra về thì nhiều khi bạn bè em thấy, rồi cái bạn bè em gọi mét cho em hoặc là chụp hình gửi em nè, ông mới chở cô nào đó đi tới đó tới kia. Tại nhiều khi có những khách ngồi trước luôn nha, chị là đi taxi chị ngồi trước không à, tại vì chị ngồi sau chị bị mệt, thì người ta tưởng đâu là bạn chị, đúng không? Thí dụ vậy đó. Rồi ai chụp hình gửi em thì lúc đó em xử lý như thế nào? Em nghĩ là ai cũng có nghề của mình, nhưng mà khi mà làm cái nghề tài xế em thấy cái rủi ro nó cao á, không phải nói cái chuyện như chị nói là ghen đi, mà em thấy cái rủi ro ngoài đường nó nhiều á. Thì nếu như được thì khi mà hai người mà tiến đến hôn nhân được chẳng hạn, thì mình có thể chuyển đổi nghề nghiệp để cho nó nhẹ nhàng hơn mà vẫn đảm bảo được cái mức thu nhập. Còn là cái chuyện mà lỡ mà anh vẫn làm công nghệ mà giả dụ như có thấy cái trường hợp đó thì em nghĩ là trong công việc phải chấp nhận. Còn nếu như mà người chồng mà người ta lăng nhăng mà người vợ mà mình không phát hiện ra thì em nghĩ đó là lỗi của mình. Còn đến giờ cứ đẻ cho ông một hai đứa thì đó ông bận rồi ông làm gì chơi. Ông đi gì ông gì à? Ông đi ông gì anh tự tin, có thiếu gì người đi mà không gì à? Cái nguyện vọng của cổ chị thấy cũng hợp lý. Ví dụ muốn em chuyển đổi một ngành nghề khác thì em có nghĩ ra mình sẽ làm gì khác? Dạ, em thì thích kinh doanh cà phê. Nếu mà em không còn chạy nữa thì em chuyển quán làm ông chủ cà phê. Được không em? Là ông chủ quán cà phê được không? Em cũng thích. Trời ơi, phụ nữ tới cũng nhiều lắm đó em. Dạ không sao. Thôi, thật ra đó là một cái tương lai phía trước, nhưng mà mình cũng định hướng. Nãy giờ cái câu chuyện chị nói, mặc dù là nó vui, nó là giả định, nhưng thật sự là để mình hiểu nhau được rất là nhiều trong cái tính cách và cái cách xử lý. Thì thường thấy hai bạn đều rất là văn minh và có những cái suy nghĩ cũng rất là tích cực ha. Đôi lúc trong cuộc sống có những cái oan thị màu đó quý vị, nhiều khi mình nhìn thấy vậy không phải vậy. Cái mặt cắt cuộc sống có thể mình đứng phía trước mình nhìn thì mình thấy cái cảnh như vậy đó, nhưng mà nếu mình đứng đằng sau mình nhìn nhiều khi nó lại là một cái khác, đúng không? Cho nên đừng vội vàng, có rình rập thì cũng bớt, đừng có, nhiều khi mình thấy vậy chứ không phải vậy đâu ha. Cho nên bình tĩnh đi, nhiều khi người ta đưa tay tính tát cổ đó mà em tưởng người ta vuốt tóc,
đúng không? Chứ không phải đâu. Trong cuộc sống mình phải có cái niềm tin, tình yêu trước tiên là phải tin. Dạ, khi mất niềm tin rồi là cái ghen tuông nó sẽ làm cho mình rất là mù quáng, mà ghen tuông nó rất là mệt mỏi. Ghen nhưng mà phải thêm thi vị cho tình yêu thì rất là ok. Có một cái món quà tinh thần gì tặng cho cổ, hãy hát tặng cổ một bài coi. Thường thường tôi để ý mấy người mặc đẹp đẹp là hay hát hay lắm. Tặng cho bạn nhà gái với lại cả Tường nghe bài Là Nhớ Người Yêu. Biết giờ này em có nhớ đến anh, có nghe tình yêu nước chảy trong lòng, đêm từng thời gian đêm bóng hình mà mình yêu mến. Ôi nhớ gì hỡi nhớ người yêu, em ơi lòng anh thì rất chân thành, chớ đừng phụ lòng anh nhé, hãy làm bạn gái anh đi. Trời ơi, sao tự nhiên đang hát tới câu đó nói luôn vậy? Thôi được rồi, chốt lại câu đó là cũng được rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm hãy ấn mạnh vào nút bấm nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau. Nếu không đồng ý chúng ta có thể lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Rất đồng điệu, rất đồng điệu quý vị ạ. Không ai trước và không ai sau cả. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Đẹp quá, mình phải hôn nhau đúng không hai họ? Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em mới khen yêu ngại quá. Em mới khen yêu ngại quá. Trời ơi, đã coi chương trình này chưa? Trời ơi. Đây, gửi tặng em một món quà của chương trình để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Gửi tặng em một chiếc vé xem phim để hai đứa đi coi phim hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng là y như chị nói lúc nãy nha, mình phải dành nhiều thời gian, mình có sự quyết tâm thì mình mới có kết quả, mới gặt hái được kết quả. Có tin vui thì báo cho các Tường của chương trình biết nha. Dạ, cảm ơn chị. Tôi thấy cặp này được đó. Cuối năm cưới luôn đi. Anh trai thì sẽ có rất là nhiều món quà mà về tinh thần nhiều hơn. Bé bố. Bố cho con bò, bố cho lấy cho bố cho con bò. Chúc anh chị hạnh phúc nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình.